Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là nội ngoại thất chiếc xe Toyota Yaris phiên bản màu đỏ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, dung tích động cơ là 1.5 với chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm hơn 4 mét thôi. Chiếc xe này thì có một phân khúc khách hàng rất đặc biệt. Mua xe vì chiếc xe này có cái hình dáng rất thanh lịch này, rồi cái đặc biệt là sử dụng về xe không cần phải lo về các cái lỗi cũng như là cái sử dụng xe rất là ổn định. Thì cái màu đỏ này nó cũng là cái màu được bán chạy nhất bên em. Thì em sẽ trong khi đi một vòng xung quanh nội thất thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái giá bán ở thời điểm hiện tại. Thì cái xe Yaris này có cái giá bán ở thời điểm năm tháng 3 năm 2023 này như sau. Giá niêm yết của xe là 684 triệu vào thời điểm tháng 3 năm 2023 này thì bên em đang giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt và ngoài ra tặng cho anh chị thêm 15 triệu phụ kiện. Với cái ưu đãi bên trên thì để lăn bánh chiếc xe này anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 727 triệu là anh chị lăn bánh được chiếc xe Yaris này rồi. Và ngoài ra nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần tối thiểu là khoảng hơn 200, cụ thể là khoảng 213 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe này qua ngân hàng rồi. Còn đây đủ phụ kiện bảo hiểm đấy ạ. Còn Yaris này thì nếu anh chị nào chưa có nhiều thông tin thì nó chỉ có duy nhất một phiên bản ở trước mắt chúng ta thôi. Còn về màu sắc thì cũng khá nhiều màu, trắng, màu đen, màu đỏ, màu vàng này, rồi màu xanh nước biển. Đây em sẽ vào giới thiệu cho anh chị về cái nội thất. Thì xe này cũng nhiều anh chị quan tâm bởi vì thứ nhất là sử dụng rất là ổn định và cái hình dáng rất là thanh lịch. Tuy nhiên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng rất là tối ưu, chỉ rơi khoảng tầm 6 lít trên 100 cây đường hỗn hợp theo công bố của nhà sản xuất thôi. Phần nội thất của xe thì sẽ được trang bị là màu be rất là tối giản. Và em sẽ để máy lên. Từ trái qua phải thì các chức năng của xe cũng khá đầy đủ. Thứ nhất là cụp gương này, mở gương, chỉnh điện này, chỉnh lòng gương cũng bằng điện này, khóa mở cửa này, cảm biến, 6 cảm biến trước sau, rồi chống trơn trượt. Đây là cái màn hình phía trước của xe. Còn phía bên dưới vô lăng thì có cụm điều khiển cho cái chức năng giải trí này, rồi màn đa thông tin này, rồi cái chip này, màn hình giải trí, màn hình đa thông tin. Rồi phía bên trong này nữa, anh chị thấy đang được bọc cái giấy bóng màu xanh này ấy, thì nó là cái cruise control giữ ga tự động cho anh chị. Và ngoài ra một cái đặc biệt nữa ở dòng xe này đã được trang bị là cái cụm đèn full LED cộng với cái đèn tự động rồi. Còn màn hình ở đây anh chị có thể chọn ngôn ngữ này, Việt Nam. Rồi phía bên dưới là cụm điều hòa tự động. Điều hòa tự động này dùng nó khi mà anh chị dùng ở mùa hè hay mùa đông nó rất là tiện. Nó sẽ anh chị chỉ cần lựa chọn cái nhiệt độ ở đây thôi thì nó sẽ tự cân bằng cái tốc độ gió cũng như hướng gió hoặc là gió trong gió ngoài để nó giữ được cái nhiệt độ đó trong xe làm sao tối ưu nhất. Tránh trường hợp là đi một lúc thì lại nóng hoặc đi một lúc thì lại lạnh, hoặc là không biết dùng lúc nào là điều hòa nóng lúc nào điều hòa lạnh thì nó sẽ xử lý luôn các vấn đề đấy cho anh chị. Còn ngoài ra thì đây là cái hàng ghế thứ hai của xe, có bệ tí tay cho người ngồi ở phía sau này. Đây là dáng xe dạng 3 cửa thì 5 cửa thì xe sẽ rất là gọn gàng, với phụ nữ lái thì rất là tiện rồi, rất dễ dàng rồi, cũng như là dừng đỗ nó cũng rất là thuận tiện. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán cũng như là nội ngoại thất chiếc xe Toyota Yaris phiên bản màu đỏ. Anh chị nào quan tâm đến ví dụ như màu sắc khác, về lịch xe, về giá xe, các phiên bản đời xe cũng như là trả góp thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.